nè, trầy hết nè. Cái này là con diễn nó bị dày hay là con gãi nó trầy? Dạ vậy cái mới vậy. Nhưng mà sắt mà nó đâu, đây nó đâu có cái ngạnh để nó cắt con đâu, tại sao nó con lại bị đứt nhìn ở đây? Dạ tại vì con diễn mấy cái môn khác ạ. Con diễn được bao nhiêu môn tất cả? Dạ 5 môn. 5 môn? Dạ. Hỏi nè, còn có đi học hay không? Dạ con nghỉ từ hồi lớp 6. Quê con ở đâu? Dạ quê con ở Long An. Hiện giờ con đang ở trên Sài Gòn, con ở với ai? Dạ con ở chung với mẹ. Còn ba? Dạ ba con mất từ năm con 7 tuổi. Lỗi con xin lỗi. Con có anh chị em gì không? Dạ con có một đứa em ruột. Em ruột con bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay 13 tuổi. Con có muốn đi học lại không? Dạ con đã vô theo nghề, con phải yêu nghề, con không bao giờ mà bỏ được. Riêng ngày hôm nay chú sẽ tặng riêng cho cháu 5 triệu nữa nha. Dạ con cảm ơn ban giám khảo. Con là một đứa trẻ, con không biết nói dối. Con nói một câu mà chính cô sẽ học ở con, đó chính là con đã chọn nghề và con đã yêu nghề thì con sẽ phải sống và làm tốt với cái nghề của mình. Đó không phải là một câu nói dành cho một đứa trẻ, nhất là một người có hoàn cảnh như con. Và riêng cô muốn biếu riêng cho mẹ con, người phụ nữ đã đẻ ra được một đứa con cực kỳ nghị lực. Cô biếu cho gia đình con và mẹ con 50 triệu.